Biết làm gì trong ngày nghỉ đầu tiên của mùa hè ngắn ngủi bây giờ nhỉ? Gọi cho Vi xem nào. Chào Thiên, cậu được nghỉ hè chưa? Tớ được nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay rồi. Tớ cũng được nghỉ rồi. Thành tích của tớ năm nay lại đứng đầu khoa, nên bố mẹ thưởng cho tớ nghỉ tận 5 ngày. Wow, tớ chưa bao giờ nghỉ nhiều như vậy. Tớ thì chỉ nghỉ 3 ngày thôi, sau đó lại quay lại để bảo vệ luận án tiến sĩ rồi. Tớ hiểu. Năm ngoái tớ lo phụ tiến sĩ toát hết mồ hôi. Thế 3 ngày này cậu định làm gì? Tớ thì chắc định đi biển như ông ngoại kể, nhưng bố mẹ tớ bận mất rồi, nhưng chắc tớ ở nhà ngủ bù thôi. Tớ sẽ làm gì? À, hay là thử gọi cho Ken đi, hắn ta có rất nhiều ý tưởng hay lắm. Yo, xin chào hai tiến sĩ. Bọn nhà khoa học nguyên tử có việc gì thế? Không định nghỉ hè hay sao? Có, chỉ là chưa biết làm gì trong mấy ngày nghỉ thôi. Chẳng lẽ lại làm chung một đề tài nghiên cứu mới để đăng lên tạp chí khoa học? Thôi thôi, xin mấy cụ. Tớ đang có ý này hay này, nhưng mà hơi mạo hiểm. Tớ muốn dùng máy chiếu thời gian trong phòng lab bố tớ để kiểm tra xem có thể là 100 năm trước ngoài dài cả tháng, và các ông bà chúng ta có bao nhiêu thứ hay để chơi như họ kể không. Wow, hay quá. Mình thử đi, lâu rồi tớ cũng chưa làm gì đột phá. Hay là tớ gọi thêm mấy bạn quen của tớ có được không? Quá được, để tớ nick bố trong mọi chìa khóa phòng lab. Các cậu lên tàu xe tóc đi, 5 phút nữa hẹn nhau ở phòng lab nhé. Nhất trí. Ôi, có gì đâu. Tớ lớn lên trong phòng lab này mà máy móc gì đóng quên tay hết rồi. Để tớ khởi động máy chiếu thời gian. Đi biển với 2024 của gia đình nào thích nghỉ? Tớ đi. Ông ngoại tớ hay kể về chuyện đi biển. Tớ muốn biết xem đi biển có vui hơn không. Ok, quá đơn giản. Cùng tìm lại 2024 xem mong cậu đi biển video nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night, you won't remember. I'll be the one, you won't forget. Chơi. Hay là cậu thử cho tớ xem chơi vui như thế nào được không? Ok, quá dễ luôn. 2024 ơi.
Anh nói anh hiểu em cứ như một chuyên gia. Yeah, 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 anh là chuyên gia thế mà. Anh chúc đến ngày anh kết hôn là em mà. Sao ta không gặp nhau cao lưu đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn với sóng cùng trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về cuộc vui với chiếc sóng mà mình có tăng hai và có tăng ba, đừng về trước nhà. Yeah, what?
Sao, hai cậu thấy mãn nguyện chưa? Quá đã, không ngờ 2024 lại vui như thế. Ơ, thế con Ken thì sao? Ý tưởng này là của cậu cơ mà. Cậu không định xem, hơi trẻ, ông cậu nghịch như thế nào à? Con có người nghịch hơn cả Ken được cơ à? Đúng rồi, ông tớ mà không nghịch thì làm sao tớ thưởng được danh quậy. Ông tớ còn giữ người trẻ bóng rổ, bóng đá, chơi thừa con trẻ đấy. Đặt trong tổ trưng bày trong nhà tớ như quả báu luôn. Chắc hồi đó ông tớ thích chơi thể thao lắm. Đi xem đi. Hãy
Chúng mình thua mất rồi, buồn quá đi mất. Không sao đâu các cậu ơi, thua keo này thì ta về keo khác là được mà. Hay bọn mình thử chơi trò chơi khác xem sao. Chờ gì được nhỉ? Hay là chúng ta chơi bóng rổ đi. Ý hay đó, đi thôi. Get it together, get it up and shoot, start. Are you ready when you're with me? Team, yeah. Shoot 'em with the crossover. Tell me what are we here for? To win. 'Cause we know that we're the best team. Boys, come on, boys, come on. The way we play tonight is what we leave behind. It all comes down to right now. It's up to us. So what are we gonna be? Get it inside, down low. In the paint, now shoot, score. We gotta work it together. Give me the ball. Let's play. Keep the ball in control. Let it fly from downtown. Three, four. Sure, we can do it better.